Thay đổi quản lý mạng xã hội, bổ sung quy định về livestream và xác thực tài khoản. Bộ Thông tin và Truyền thông mới gửi dự thảo nghị định thay thế nghị định số 72/2013 NDCP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng để xin ý kiến chính phủ. Trong đó, dự thảo có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số vấn đề để phù hợp với thực tiễn quản lý, không phát sinh thêm chính sách mới. Một trong số những vấn đề dự thảo đề xuất bổ sung là quy định về quản lý phát video trực tuyến, livestream, trên mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok. Cụ thể, theo Bộ Thông tin và Truyền thông, livestream là tính năng cho phép tài khoản mạng xã hội truyền tải trực tuyến video theo thời gian thực nên hình thức thông tin này có tác động, ảnh hưởng nhanh tới xã hội. Chính vì vậy, cơ quan soạn thảo nhận thấy cần phải bổ sung quy định để quản lý tính năng này. Cụ thể, theo dự thảo nghị định mới, chỉ các mạng xã hội đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội mới được livestream hoặc cung cấp các hoạt động có phát sinh doanh thu dưới mọi hình thức, không bao gồm hoạt động thương mại điện tử. Các mạng xã hội có số lượng người truy cập thường xuyên thấp nếu có nhu cầu cung cấp dịch vụ livestream hoặc cung cấp các hoạt động có phát sinh doanh thu, không bao gồm hoạt động thương mại điện tử, thì thực hiện thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội. Bên cạnh đó, các hoạt động chuyên ngành cung cấp dưới hình thức livestream phải tuân thủ quy định về pháp luật chuyên ngành. Bên cạnh vấn đề phát video trực tuyến, dự thảo cũng đề xuất bổ sung quy định phải xác thực tài khoản người dùng mạng xã hội qua số điện thoại di động tại Việt Nam. Trước đó, Điều 26 Luật An ninh mạng đã có quy định các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng vi